thấy nặng rồi. Xong rồi để con đi học nhé. Để con thấy nặng nhé. Con đi rửa mặt mũi thay áo quần đi học nhé. Đi học con phải ngoan như chưa? Con phải nghe lời cô giáo như chưa? Con nặng mượt thế nhỉ? Con đi rửa mặt nhé. Đi rửa mặt này. Con mặt ra đây, con mặt ra đây, rửa mặt. Con mặt quay ra đây nào. Mình lại đi học nhé. Được chưa? Ở bên này nữa này. Đây, cho cặp lên nào, Mình ạ. Đưa cặp lên đây, đây, đưa tay. Ok. Đây mẹ đóng thì mẹ đóng. Đây, cầm tay. Đây, để lại lên đây. Thank you.
ơi, ngoài gì đây? Bố đây ạ. Vâng, con à? Dạ vâng ạ. Bố làm gì ạ? Bố phát gì này? Cây, cây quả hay tinh? Dạ vâng ạ. Được rồi, bố phát gì này? Nhà con đây. Ừ, con vừa đưa bé nào đi học về. Bé đi học. Nước đi xong là chắc là bố đi phát tí cây đi xong. Không có cái bụng rồi. Bố có vườn cây gì vậy? Ít cây cam mới là ít quế. Trồng ít quế. Thì chúng ta có đi phụ mà bố ngoài nó chết rồi. Dạ. Đi thầy cùng làm. Phát từ khu này. Cái vườn cây này trồng lâu chưa bố? Một năm rồi. Một năm rồi. Trồng lớn lắm. Cháu nhau vào chân nhé con nhé. Chúng ta chơi được phá nhé. Con chết rồi. Con nhặt vào cho bố nhé. Con lấy cái bắp của con không ao dưới nhé. Bố bắp của bố thôi không ao trên.
trường bố nhé. Bố đi lấy chải để quan cá nhé. Lên nhà lấy lửa về nhóm bếp kia để bố quăng cá nhé. Dạ. Đi nướng cá đi. Dạ. Con cầm túi cầm túi nhé. Nhà vào túi. Con đứng đây chờ bố nhé. Ừ nhá. Đây con ơi, để hai con. Con ở đây chơi nha. Vâng ạ. Đây là chị con.
Dữ chưa con ơi? Con đang xiên đó. Kẹp chỗ này con. Cái kia nướng quả than đi con ơi. Con cho vào trong này nha con. Đào đào than đi, nướng quả than. Em lấy kẹp một phần. Đắp cái này. Đấy. Nướng cái này ăn ngon hơn đấy con. Nướng than nó thơm hơn. Bên kia chít chưa? Vâng. Con làm nước chấm đi, chế nước chấm đi con. Mấy chanh bố lấy bên kia. Chín rồi con ơi. Chín rồi con ơi. Đi con ơi, con cần. Bố dùng đi. Con ăn đi. Lâu lắm cô được nướng rồi. Dạ vâng. Anh ấy còn nhiều ấy. Nước trong này chắc là hộ bố nấu nồi đó. Cẩn thận này. Chặt chuối đi, nấu đó. Đi chặt chuối đó. Ơi. Đưa bố chặt cho.
con đừng đứng ở kia. Mà chặt cái này xong mới lật được. Được con ạ. Cho gà đi.
luôn con ạ. Nó đi dùng đi mới ăn được rồi. Con đào xong lấy bột ngô xuống. Đều lấy bột ngô vào. Con đi về à? Con đi về đi. Con đi về đi ạ. Được, con về nhé. Con đi nhá, hôm nào lên chơi bố nhá. Vâng bố ạ. Hôm nào lên chơi nhá. Dạ, con đi về ạ.